Cô chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các nước Mỹ Latin qua bài 7. Bài này có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là những nét chung và nội dung thứ hai là Cuba, hòn đảo anh hùng. Cô xin giới thiệu khái quát về Mỹ Latin. Đây là lược đồ khu vực Mỹ Latin, một vùng đất mới do Christopher Columbus tìm ra vào năm 1492. Gồm một phần Bắc Mỹ, cụ thể là nước Mexico, màu xanh dương trên lược đồ. Trung Mỹ, màu đỏ trên lược đồ. Màu cam là vùng biển Caribe. Và màu xanh lá cây, tức là vùng Nam Mỹ. Bao gồm 33 nước, nó trải dài từ Mexico đến tận Argentina. Với diện tích là 21.069.500 km², dân số Mỹ Latin vào năm 2019 là trên 660 triệu người. Dân cư ở đây là người da đỏ, nô lệ da đen và người châu Âu di cư. Về kinh tế thì đây là vùng đất giàu tài nguyên, khoáng sản, lâm sản, nông sản. Đa số là họ nói tiếng Tây Ban Nha, trừ Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha. Tôn giáo chủ yếu là Thiên Chúa giáo. Các em mở sách giáo khoa trang 29, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã của bài 7. Chúng ta tìm hiểu về Mỹ Latin sau chiến tranh thế giới thứ hai, cho nên là cô sẽ lấy mốc thời gian đó là năm 1945. Khác với châu Phi, từ đầu thế kỷ 19, Mỹ Latin đã sớm giành được độc lập từ thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại lệ thuộc Mỹ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tức là sau năm 1945, thì Mỹ đã biến khu vực Mỹ Latin này thành sân sau của Mỹ và thiết lập các chế độ độc tài thân Mỹ. Cũng vì thế mà cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển, tiêu biểu là thắng lợi của cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ 20, một cao trào đấu tranh vũ trang đã bùng nổ ở Mỹ Latin và khu vực này được ví như là lục địa bùng cháy của phong trào cách mạng. Đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước như là Bolivia, Venezuela, Colombia, Nicaragua. Kết quả là các chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đổ và các chính phủ dân tộc dân chủ đã được thiết lập và tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. Trong thời kỳ này, nổi bật là hai sự kiện diễn ra ở Chile và Nicaragua. Phần này các bạn sẽ đọc sách giáo khoa trang 30. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mỹ Latin đã thu nhiều thành tựu như là củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa trong sinh hoạt chính trị, cải cách kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác phát triển kinh tế như khối thị trường chung Mercosur vào năm 1991, gồm 6 nước Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile và Bolivia. Tuy nhiên, từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mỹ Latin gặp nhiều khó khăn, căng thẳng. Đó là những khó khăn về kinh tế chính trị của các nước Mỹ Latin. Các bạn sẽ xem sách giáo khoa trang 31. Vậy thì nguyên nhân chủ yếu là do sự can thiệp của Mỹ đối với khu vực này. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 7, phần 2 La Mã, Cuba, hòn đảo anh hùng. Cô mời các em xem phim nhé. 2 tháng 10 năm 1492, nhà hàng hải người Tây Ban Nha Christopher Columbus đã phát hiện ra châu Mỹ. 2 tuần sau, ngày 27 tháng 10 năm 1492, trên hành trình khám phá của mình, ông đã phát hiện ra hòn đảo Cuba. Trước phong cảnh kỳ vĩ của Cuba, ông đã thốt lên: "Đây là mảnh đất đẹp nhất mà." Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, Cuba, tên gọi chính thức là Cộng hòa Cuba, là quốc gia gồm đảo Cuba, hòn đảo hình con cá sấu vươn dài trên biển Caribe và các đảo nhỏ xung quanh. Cuba nằm giữa vùng biển Caribe và Bắc Đại Tây Dương. Hòn đảo là cửa ngõ canh gác con đường từ Đại Tây Dương đi vào vịnh Mexico, đi tới vùng biển Caribe và kênh đào Panama.
Diện tích của Cuba khoảng 110.860 km² và dân số tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2020 là hơn 11,3 triệu người, đông dân nhất vùng Caribe, với ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha. Thủ đô của Cuba đặt tại La Habana và tiền tệ là đồng peso. Cuba có thu nhập bình. Vào năm 1492, Columbus tìm ra được Cuba và năm 1500 thì Tây Ban Nha xâm lược. Đến năm 1898 thì Mỹ đã chiếm Cuba và biến Cuba thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Vậy chính quyền tay sai của Mỹ ở Cuba do ai đứng đầu? Đó chính là tướng Batista. Cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba đã mở đầu bằng sự kiện nào? Cô mời các em xem một thước phim tư liệu về sự kiện này nhé. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 1953. Dưới sự lãnh đạo của vị luật sư trẻ Fidel Castro, 135 thanh niên yêu nước, những chiến sĩ còn rất trẻ tuổi cùng nổ súng tấn công pháo đài Moncada. Moncada, trụ sở của lực lượng đầu não quân đội Batista ở phía nam Cuba với khoảng 1.000 binh lính hùng mạnh. Chiến lược của quân khởi nghĩa là bất ngờ chiếm pháo đài, cướp vũ khí giao cho nhân dân và công bố cương lĩnh Moncada trên đài phát thanh. Đó chính là sự kiện tấn công pháo đài Moncada do Fidel Castro chỉ huy. Vậy thì Fidel Castro là ai? Cô mời các bạn tiếp tục. Fidel Alejandro Castro Ruz sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 trong một gia đình giàu có và đông anh chị em tại nông trang Manacas thuộc thành phố Biran, tỉnh Oriente, Cuba. Ông thừa hưởng truyền thống lao động cần cù đầy ý chí của gia đình và rất Fidel hoạt động cách mạng từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Ở tuổi 27, ông là người tổ chức và chỉ huy cuộc tiến công pháo đài Moncada, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang với mục đích lật đổ chế độ độc tài Batista, công cụ đàn áp và thống trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới phương Bắc. Chủ tịch Fidel Castro từng chơi môn bóng rổ và bóng gậy, baseball, môn thể thao được coi như tôn giáo ở Cuba. Ít người biết chủ tịch Fidel Castro còn là một tiền đạo bóng đá khi còn trẻ. Ngoài ra, chủ tịch Fidel Castro còn là một ân nhân của cựu danh thủ người Argentina Diego Maradona. Đó là vì tại Cuba, mảnh đất trù phú và hiền hòa này đã có những bác sĩ tốt bụng giúp cho cậu bé vàng Diego Maradona cai nghiện ma túy thành công sau một quá trình gian khổ để cho Maradona trở lại sân cỏ tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng của mình. Năm 2013, Maradona trở lại Cuba thăm chủ tịch Fidel Castro và được chủ tịch tiếp đón thân mật. Đầu năm 2016, tháng 11 năm 2016, truyền hình nhà nước Cuba đưa tin lãnh tụ cách mạng nước này Fidel Castro đã từ trần vào lúc 22 giờ 29 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016 theo giờ địa phương, hưởng thọ 90 tuổi. Vậy tại sao nói cuộc tấn công pháo đài Moncada đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba? Vì đây là giai đoạn mà phong trào đấu tranh vũ trang bùng lên mạnh mẽ, với một thế hệ chiến sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt tình và kiên cường, mà tiêu biểu là Fidel Castro, một luật sư trẻ tuổi. Sau thất bại trong cuộc tấn công pháo đài Moncada, thì Fidel Castro bị bắt giam gần 2 năm. Đến năm 1955, thì ông được thả ra và ông bị trục xuất sang Mexico. Ở Mexico, Fidel Castro đã có những hoạt động gì? Ông thành lập tổ chức cách mạng với tên gọi là Phong trào 26 tháng 7, nhằm tập hợp các chiến sĩ yêu nước chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới. Và khi lực lượng lớn mạnh thì Fidel Castro đã làm gì và kết quả ra sao? Khi lực lượng lớn mạnh, ông đã cùng 81 đồng chí của mình trở về nước trên con tàu Granma để tiếp tục cuộc chiến đấu của mình. Tuy nhiên, cuộc đổ bộ lên vùng biển Oriente đã bị quân của Batista phục kích phóng lửa thiêu sống 26 người, và 44 người đã bị giết. Chỉ còn lại 12 người, trong đó có Fidel. Ông đã cùng các đồng chí của mình chạy lên vùng rừng núi Sierra Maestra và tiếp tục chiến đấu kiên cường. Tại đây, được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cách mạng ngày càng lớn mạnh và phong trào đấu tranh đã lan rộng cả nước. Từ cuối năm 1958, các binh đoàn cách mạng do Fidel làm tổng chỉ huy đã liên tiếp mở các cuộc tấn công quân của Batista. Và ngày 1 tháng 1 năm 1959, lực lượng cách mạng đã tiến về thủ đô La Habana. Lúc này, Batista đã bỏ trốn ra nước ngoài. Như vậy, chế độ độc tài Batista đã bị lật đổ. Sau 6 năm chiến đấu kiên cường, cuộc cách mạng của nhân dân Cuba đã giành được thắng lợi. Cô mời các em xem phim.
Vào năm 1959, cuộc cách mạng Cuba đã thắng lợi, chính phủ của Tổng thống Batista bị lật đổ và Fidel Castro lên nắm quyền. Sự kiện này đã đưa Cuba bước vào kỷ nguyên mới độc lập, tự do và tiến đến chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng Cuba trở thành nguồn cổ vũ các dân tộc trên thế giới đang bị áp bức, bóc lột, vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Sau khi thắng lợi, chính phủ cách mạng đã làm gì để xây dựng đất nước? Chính phủ cách mạng do Fidel Castro đứng đầu đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để. Phần này các em sẽ về xem sách giáo khoa trang 32 nhé. Tuy nhiên, để chống lại cách mạng Cuba, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Kennedy đã quyết định tuyển dụng và huấn luyện những phần tử Cuba lưu vong tấn công xâm lược Cuba. Vào mờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 1961, nhiều máy bay và xuất phát từ Mỹ nhưng được ngụy trang bằng cờ và phù hiệu Cuba bắn phá ném bom một số sân bay ở Cuba nhằm tiêu hao lực lượng không quân Cuba để giành ưu thế trên không. Trong giờ phút quyết liệt đó, Fidel Castro đã dõng dạc tuyên bố trước toàn thế giới Cuba tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1961, 1.300 lính đánh thuê của Mỹ đã đổ bộ lên vùng biển Gibraltar, tức Vịnh Con Heo, để lật đổ chính quyền Fidel. Thế nhưng đã thất bại sau 72 giờ. Lịch sử gọi đây là sự kiện Vịnh Con Heo, hay còn gọi là chiến thắng Gibraltar. Sau đó, Cuba bị Mỹ bao vây cấm vận, nghĩa là các nước không được giao thương, buôn bán với Cuba. Và với sự kiện Liên Xô Đông Âu sụp đổ, Cuba đã phải trải qua một thời kỳ đặc biệt khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, với ý chí của toàn dân và với những cải cách điều chỉnh tiến bộ của chính phủ, Cuba vẫn đạt được những thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao. Trong đó, y tế và giáo dục của Cuba phát triển nhất Mỹ Latin. Minh chứng rõ nhất về thành tựu của lãnh tụ Fidel Castro là chính sách đầu tư phát triển hệ thống y tế và chú trọng việc chăm sóc sức khỏe người dân. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Cuba được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là vào hàng tốt nhất thế giới, khi kể từ năm 1961 đến nay, Cuba có tới gần 250 bệnh viện công cùng tỷ lệ bác sĩ theo bình quân đầu người là 1 bác sĩ trên 155 người dân. Trong đó, tất cả người dân Cuba đều được điều trị miễn phí tại bệnh viện. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro, giáo dục Cuba cũng được chú trọng phát triển và đạt được những thành tựu vượt bậc. Từ một quốc gia có tới 30% dân số không biết đọc, biết viết, thì ngày nay tỷ lệ mù chữ ở Cuba chỉ là 0,2%. Giáo dục ở Cuba được miễn phí và 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học đều được cấp sách đến trường. Cuba đứng số 1 thế giới về tỷ lệ đầu tư ngân sách cho giáo dục, chiếm tới 13% GDP. Và vì sao gọi Cuba là hòn đảo anh hùng? Dù bị Tây Ban Nha xâm lược vào năm 1500, rồi đến Mỹ biến thành sân sau vào năm 1898, bị chính quyền độc tài Batista cai trị từ năm 1952 đến năm 1959. Thế nhưng, nhân dân Cuba đã không cam chịu, mà họ đã đứng lên đấu tranh bền bỉ, kiên cường và còn đánh bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của Mỹ. Rồi bị Mỹ bao vây cấm vận, nhưng nhân dân Cuba cũng đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực, nhất là y tế, giáo dục. Đó là những minh chứng hùng hồn cho sự kiên cường, bất khuất và anh hùng của nhân dân Cuba, mà đại diện tiêu biểu đó chính là Fidel Castro. Vậy cách mạng Cuba thành công có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, cách mạng Cuba chính là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latin. Thứ hai, đã mở ra một kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của nhân dân Cuba. Và thứ ba, đã cắm mốc đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ở Tây Bán Cầu. Thế giữa Cuba và Việt Nam có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cô mời các em xem phim trong nhé. Lịch sử hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như là quan hệ Việt Nam và Cuba. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, mối quan hệ đó chưa bao giờ giảm sút. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại mối quan hệ đặc biệt này qua phản ánh sau đây. Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro đã được nhân dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Trên đường từ sân bay về phủ Chủ tịch, hàng nghìn người dân Hà Nội đã đứng hai bên đường, tay cầm cờ hoa đón chào, hô vang Viva Cuba, Viva Fidel.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là mối quan hệ đoàn kết anh em trong sáng, mẫu mực, thủy chung, tin cậy và hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Fidel khởi xướng và nhiều lớp lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước vun đắp, đã trở thành biểu tượng của thời đại, tài sản vô giá chung của hai nước và là một nhân tố góp phần quan trọng có ý nghĩa vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Phải khẳng định rằng Việt Nam đã luôn ở bên cạnh Cuba trong những tình huống khó khăn nhất. Sau sự tan rã của Liên bang Xô Viết, chính Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong giai đoạn đặc biệt ấy. Gần đây hơn, khi phải hứng chịu hậu quả thảm khốc của thiên tai, thì Cuba cũng chưa bao giờ thiếu sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. La Habana cũng luôn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là khi chúng tôi lên tiếng vì những chính sách bao vây cấm vận kinh tế thương mại của Mỹ. Thông điệp xuyên suốt và quan trọng nhất đó là hai bên tiếp tục khẳng định sẽ kế thừa và phát huy mạnh mẽ, không ngừng củng cố và mở rộng các mối quan hệ toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, làm cho mối quan hệ đó sống động hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn mới của sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, cũng như sự nghiệp cập nhật hóa tại Cuba. Việc trao đổi chuyến thăm cấp cao nhất giữa Việt Nam và Cuba thể hiện sự chín muồi trong quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Cuba. Gần đây nhất là chuyến thăm vào năm 2012 và khi đó Tổng Bí thư đã có cuộc trò chuyện với cố chủ tịch Fidel Castro của chúng tôi. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt bởi năm 2018 cũng đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương. Đặc biệt, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm ngày cố chủ tịch Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng Quảng Trị vào tháng 9 tới. Chúng tôi dự kiến sẽ phối hợp với bạn bè Việt Nam để tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại cả Việt Nam và Cuba. Chuyến thăm cấp cao lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ hội để hai nước khẳng định cam kết tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ anh em và cùng nhau hợp tác để đối mặt với nhiều thách thức trong thế kỷ 21 vì sự phồn vinh của cả Cuba và Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không chỉ theo dõi mà còn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba. Chúng ta chân thành chúc mừng thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội Cuba vừa qua và sắp tới, Quốc hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới. Chúng ta tin rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp, thiết thực để đưa quan hệ hai nước sang những chương mới, sáng lạn hơn. Và đất nước Cuba ngày nay như thế nào? Mời các em tiếp tục xem phim nhé. Một trong những vấn đề nóng nhất của thời chiến tranh lạnh, quan hệ thù địch Mỹ-Cuba đã tan băng. Cuba, sau gần nửa thế kỷ chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, đang bước sang một trang mới. Hãy cùng chúng tôi đến với thành phố La Habana để hiểu về cuộc sống bình thường của người Cuba, diện mạo của thủ đô, những con đường và bầu không khí của cuộc sống. Các con đường được quy hoạch cách rất là khoa học. Sự cổ kính xen lẫn với những biểu tượng mang đậm tính chính trị và cách mạng. Chúng tôi đấu tranh không phải là để chết mà là để chiến thắng. Điều gì ấn tượng nhất trên đường phố? Có một phương thức đi lại khá là phổ biến, đó là đi xe máquina. Giá cả đời sống ra sao? 5 peso cho nửa cân nghĩa là khoảng 10.000 đồng một cân. Cuộc sống của chị thế nào? Thì cũng như ở chỗ các bạn thôi. Đó luôn luôn là một cuộc đấu tranh. Bình minh tại La Habana. Một buổi sáng trong trẻo, bình yên. Đất nước này đã qua hơn 50 năm chịu lệnh cấm vận hà khắc và sự thù địch của một siêu cường. Nhưng hình ảnh của La Habana luôn vậy,
đầy sức sống và đậm chất nghệ thuật. Ở La Habana có những nơi mà có lẽ một mình tìm hiểu thì cũng có thể khám phá ra nhiều điều. Chợ tranh này nằm ngay cạnh bến cảng La Habana. Những hình ảnh cổ xưa của thành phố La Habana cùng nét riêng biệt của thành phố đều có thể thể hiện qua những bức tranh ở đây. Năm thuộc địa Tây Ban Nha và 60 năm thuộc địa kiểu mới của Mỹ đã để lại cho La Habana một di sản kiến trúc đồ sộ. Trang web của UNESCO đã ghi rõ, được người Tây Ban Nha xây dựng năm 1519, trung tâm La Habana cổ vẫn giữ được sự đồng nhất, nét độc đáo từ sự pha trộn kiến trúc Baroque và Tân cổ điển. La Habana cổ được coi là quần thể kiến trúc Tây Ban Nha đẹp nhất, được giữ gìn gần như nguyên vẹn tại châu Mỹ. Mối đe dọa từ nạn cướp biển đã khiến một hệ thống phòng vệ hàng hải kiên cố lớn nhất châu Mỹ đã từng được hình thành ở đây. Dấu vết còn lại ngày nay là những pháo đài cổ kính bên bờ biển. Việc giữ gìn và trùng tu di sản nằm trong một chính sách nhất quán của chính phủ và được coi là một chương quan trọng trong cuộc cách mạng của Cuba. Vấn đề này đã được ghi rõ trong Hiến pháp Cuba năm 1976 và trong hệ thống luật bảo vệ di sản. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ đặc biệt, ngân sách nhà nước dùng để trùng tu di sản vẫn được duy trì. Chính quyền cách mạng đã tạo lập được một bộ máy hiệu quả trong công tác bảo tồn. Nỗ lực đó đã được UNESCO ghi nhận trong một báo cáo cho thấy sự xuống cấp của các di tích kiến trúc La Habana cổ đã được hạn chế ở mức thấp dần kể từ những năm 90 đến nay. Để đi thăm một thành phố, không gì hay hơn là chúng ta có một người bạn đồng hành là người bản xứ. Tại La Habana, tôi đã may mắn được gặp một nhà báo người Cuba, người đã có cả một cuộc đời sống tại thành phố La Habana và cùng ông đi thăm thành phố này trong một buổi sáng chủ nhật. Nhà báo Cuba Juan Marrero, một cựu phóng viên của tờ báo Granma. Ông đã từng đến Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với ông, những người Việt Nam luôn là những người bạn đặc biệt. Chúng tôi bắt đầu với con đường Malacong, con đường chính lớn nhất ở thủ đô La Habana, chạy dọc bờ biển Caribe dài 8 km, được xây dựng từ năm 1901. Con đường được xem là nơi phản ánh một phần cuộc sống của La Habana. Con đường Malecón được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Việc xây dựng diễn ra theo từng giai đoạn vì đây là một công trình khó. Ban đầu cần có những tảng đá lớn để chống đỡ những con sóng lớn. Con đường được sửa chữa thường xuyên bởi nước biển xói mòn liên tục. Đây là con đường đi dạo lý tưởng với người dân Cuba. Họ thường ra đây hóng mát, hưởng không khí biển. Đây còn là địa điểm quen thuộc của các đôi yêu nhau. Một con đường lãng mạn. Chúng ta đang ở tòa án chống đế quốc. Đây là công trình được xây dựng sau các cuộc biểu tình của người dân yêu cầu thả cậu bé Elian Gonzalez bị bọn phản động chống Cuba bắt cóc tại Miami năm 1999. Chúng tôi đã đấu tranh yêu cầu thả cậu bé về Cuba.
Vậy hình ảnh của rừng cờ này mang biểu tượng gì? Hình ảnh này liên quan tới cuộc đấu tranh chống khủng bố. Thường thì hàng năm vào ngày 6 tháng 10, người ta sẽ treo một lá cờ đen để tưởng nhớ tới nạn nhân của khủng bố. Đây còn gọi là tòa án chống đế quốc, là nơi tập trung tuần hành của người dân ủng hộ chính quyền, chống lại lệnh bao vây cấm vận. Ở ngay phía sau là tòa nhà của văn phòng đại diện cho quyền lợi của Mỹ. Công trình được xây dựng năm 2006. Tính đến thời điểm đó, cuộc đấu tranh giành độc lập của Cuba đã được 138 năm, và con số 138 cột cờ thể hiện cho điều đó. Còn ở ngay đối diện đây thì trên bức tường có khẩu hiệu Tổ quốc hay là chết, chúng tôi sẽ chiến thắng. Rất ấn tượng. Vậy tinh thần của khẩu hiệu này là thế nào ạ? Tổ quốc hay là chết, chúng tôi sẽ chiến thắng. Đó là khẩu hiệu đến từ những năm tháng chúng tôi đấu tranh giành độc lập. Năm 1960, khi xảy ra vụ khủng bố tấn công tàu Cubre ở cảng La Habana, làm gần 100 người thiệt mạng. Trong một bài diễn văn tưởng nhớ tới các nạn nhân, Chủ tịch Fidel Castro đã nói câu này, và từ đó thì đây luôn là khẩu hiệu, một tinh thần bất diệt trong cuộc đấu tranh của cách mạng Cuba. Đằng sau câu Tổ quốc hay là chết là câu chúng ta sẽ chiến thắng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đấu tranh không phải là để chết mà là để chiến thắng. Mang tên là Paseo del Prado, một đại lộ ở trung tâm của thành phố La Habana. Đại lộ này hoàn toàn mang kiến trúc của Tây Ban Nha. Khu đại lộ này được xây dựng từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Khu phố hoàn toàn mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha, luôn được duy trì bảo tồn. Từng viên gạch ở đây cho đến những cái đèn cổ, tất cả đều được giữ theo đúng phong cách kiến trúc Tây Ban Nha. Cuối đại lộ Paseo del Prado chính là tòa nhà Capitolio. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1926. Đây là một phiên bản của tòa nhà Capitolio của Mỹ. Còn đây là phần La Habana cổ, chạy dài từ đây tới tận các khu cảng. Ở đây hoàn toàn là các cửa hàng, buôn bán, ăn uống. Khu này thuộc về lịch sử của thời thuộc địa với kiến trúc thuộc địa. Mặc dù rất nhiều chi tiết đã bị thay đổi hoặc mất đi đường nét kiến trúc thuộc địa. Ví dụ như những cái ban công kia, nhiều nhà thì vẫn giữ được đường nét xưa, được tôn tạo và gìn giữ để còn giữ được hình ảnh của thời thuộc địa. Có một vài phố thì đường đã bị hỏng và người ta đang phải sửa chữa. Đó đều là những con phố rất cổ xưa.
Một phần lợi nhuận của các cửa hàng ở đây sẽ đóng góp vào một nguồn chi phí dành cho các việc sửa chữa, tôn tạo khu phố cổ này của La Habana. Cuộc đi dạo với nhà báo Juan Marrero là những câu chuyện không bao giờ hết về lịch sử và văn hóa thành phố La Habana và đất nước Cuba. Ấn tượng của chúng tôi là dấu ấn lịch sử và văn hóa nghệ thuật đậm bản sắc Cuba nằm ở mọi nơi, trong mỗi ngõ hẹp cho tới những quảng trường rộng lớn. Antes se llamaba la Plaza Cívica. Quảng trường cách mạng trước kia có tên gọi là quảng trường Cívica. Sau khi cách mạng thành công, nơi đây trở thành một nơi chính thức tổ chức các sự kiện chính trị lớn quan trọng. Tất cả các tòa nhà xung quanh đây đều xây dựng trước cách mạng và sau này trở thành các cơ quan nhà nước. Tất cả các cơ quan quan trọng đều ở đó. Ở trung tâm là tượng đài tưởng nhớ José Martí, được xây dựng năm 1958, một công trình được gọi đấu thầu để thiết kế. Thường thì ở đây diễn ra các cuộc meeting, tuần hành quan trọng, các hoạt động ủng hộ cách mạng của người dân Cuba, những bài phát biểu quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo Cuba kể từ sau khi cách mạng thành công đều diễn ra tại đây. Điểm đáng chú ý khi tới thủ đô La Habana của Cuba là những con đường đầy cây xanh, những ngôi nhà vườn, kiến trúc cổ kính, một thành phố xinh đẹp, không đông người, không quá ồn ào, không khói bụi. Sự yên tĩnh và không khí trong lành tại thủ đô La Habana là điều không dễ thấy ở nhiều thành phố khác. Với người lần đầu tiên tới Cuba, điều ấn tượng có lẽ là hệ thống giao thông. Ngoài khu vực phố cổ, những con đường chính chạy dài, vững chãi qua hàng thập kỷ, rộng rãi, phẳng lì, ô tô có thể chạy với tốc độ lên tới hơn 100 km/h. Có những công trình giao thông đặc biệt đã đứng vững qua 6 thập kỷ như đường hầm Bahia, đường hầm ngầm dưới lòng biển có độ sâu hơn 10 m, được xây từ những năm 50 của thế kỷ trước. Chúng tôi đang bắt đầu vào tunnel de Bahia và chúng tôi đang ở dưới lòng biển. Đây là một cảm giác hết sức là kỳ lạ. Một đường hầm có chiều dài lịch sử đã từ trước cuộc cách mạng của Cuba. Vậy như nó hết sức vững vàng đi qua bao nhiêu thời gian, nhưng là một trong những tuyến đường hết sức quan trọng tại Bolivia, La Habana. Đường hầm Bahia được coi là một trong 7 kỳ quan về công trình dân sự của Cuba. Lượng xe máy và ô tô lưu thông không lớn, còn người đi bộ lại khá nhiều. Các phương tiện giao thông công cộng được sử dụng một cách triệt để. Ở Cuba thì các con đường được quy hoạch một cách rất là khoa học, mà khách nước ngoài đến có thể tìm đường một cách dễ dàng. Chúng ta có thể thấy ở một số nơi những con đường theo số lẻ thì chạy song song với đường biển. Những con đường số chẵn và số lẻ thì cắt ngang nhau tạo thành ô bàn cờ, khiến cho người đi đường có thể rất dễ tìm thấy được tên đường. Những con đường ở thủ đô La Habana thì có thể được đặt tên theo số, theo chữ cái hoặc là theo tên riêng. Ở những ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chúng ta có thể nhìn thấy tín hiệu rất là rõ ràng. Các phương tiện tham gia giao thông từ xa có thể nhìn thấy rõ được những con số và tín hiệu giao thông. Một trụ cột ở đầu đường như thế này cũng có thể cho chúng ta biết được tên đường. Ví dụ ở đây là đường số 13, cắt đường A. Đây cũng là một đặc điểm của thành phố La Habana. Cách đặt tên đường như vậy khiến cảm nhận về hệ thống đường xá của La Habana khá đơn giản. Nét độc đáo của thành phố còn thể hiện ở sự đa dạng của các phương tiện giao thông. Xe 4 bánh, 3 bánh, 2 bánh và thuộc đủ các thời kỳ. Từ xe ô tô cổ sản xuất từ những năm 50 của thế kỷ trước của Mỹ, cho tới các xe của Đức, của Liên Xô và cả xe của Nhật, của Trung Quốc mới sản xuất. Đường phố La Habana đầy màu sắc bởi phương tiện giao thông phục vụ khách du lịch khá đa dạng, điều cho thấy nhu cầu du lịch đang rất tiến triển. Đây là xe taxi quả dừa.
Còn đây là xe đạp ba bánh như là xích lô ở Việt Nam, rất được ưa dùng với đủ các kiểu dáng. Và khá nhiều xe ngựa với đủ các kiểu cách cổ kỳ. Tất cả đều có thể để chữ taxi. Tuy nhiên, điều khiến du khách choáng ngợp chính là màn trình diễn hàng ngày của đủ loại xe ô tô cổ của Mỹ được sản xuất từ giữa thế kỷ trước. Người Cuba rất chăm chút về bề ngoài của ô tô cổ. Tình yêu nghệ thuật của họ dường như cũng thể hiện ở đây. Chính quyền Cuba cũng đã có những quy định để bảo vệ, giữ gìn ô tô cổ. Điểm độc đáo trong giao thông ở La Habana là người dân thường hay đi chung taxi bình dân. Các xe taxi chạy theo tuyến cũng trả khách rồi nhận khách lên xuống như là xe bus. Ở Cuba có một phương tiện đi lại khá phổ biến, đó là đi xe máquina. Đây là một dạng xe taxi có hình thức là đi chung, nghĩa là nhiều người dân có thể đi cùng một lúc và đi theo tuyến. Giá cho một lần lên xe máquina như này là khoảng 10 peso, một cái giá khá vừa phải đối với người dân Cuba, nghĩa là bằng khoảng 10.000 đồng tiền Việt Nam. Chào anh, anh tên là gì vậy? Miguel. Còn tôi là Hà, tôi đến từ Việt Nam. Xe này thì hoàn toàn không có điều hòa. Đi trên xe rất nhiều tiếng động nhưng cũng rất mát, bởi vì ở La Habana thì thời tiết nó luôn luôn là thời tiết đẹp, nắng nhưng mà rất nhiều gió, do đó mà đi trên cái xe này thì cảm giác nó rất là thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên là hơi còn tiếng ồn một chút thôi. Ôi xe này nhiều tiếng động quá. Vâng đúng vậy. Miguel này, anh hãy nói về xe của mình đi. Tôi đã đi.
Các em ghi phần 2 la mã của bài 7 vào tập nhé. Các em có thể bấm dừng lại để chúng ta ghi bài cho nó dễ nha. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Ở nhà, các em sẽ học các nội dung sau. Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 để chúng ta chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ vào tuần sau nhé. Thân mến, chào các em.